Wow. Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục là độ xe. Lâu rồi không độ chiếc nào hết. Và nạn nhân hôm nay của chúng ta đó là chiếc xe với mức giá 299.000. Hôm bữa mở hộp bên Happy Store. Anh em muốn mua chiếc xe này thì truy cập liên kết nha. Thì điểm qua chiếc xe này lại chút xíu là con xe này có cấu hình, ngoại hình có luôn. Nhưng mà về cái phần hiệu năng thì lại không tốt. Nó chạy khá chậm và nó cũng không được mạnh nữa. Cho nên hôm nay mình sẽ quyết định và bung nó ra và nâng cấp nó lên nha. Rồi, giờ làm nha, không nói nhiều.
Rồi, như vậy là ok. Wow.